Quý vị và các bạn đang theo dõi mục điểm báo của Đài Phát thanh Truyền hình Bái. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, năm nay trong thời khắc đặc biệt, dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực đến cuộc sống của nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, những người được coi là phái yếu, nhưng vừa đảm đương công việc xã hội, vừa chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, phẩm chất người phụ nữ Việt Nam được phát huy hơn bao giờ hết. Phụ nữ Việt Nam không chỉ chung sức đồng lòng mà còn sung kích trên tuyến đầu lao vào các tâm dịch với tất cả tấm lòng tình yêu thương con người không ai không tự hào qua mỗi thử thách cam go phụ nữ Việt Nam càng trưởng thành, cả về bản lĩnh, ý chí, cả về lòng quả cảm, cả về kiến thức chuyên môn và nhất là tình đồng bào, nghĩa đồng chí lớn lao thể hiện qua công việc. Ở tuyến sau, phong trào thi đua phụ nữ cả nước hướng về miền Nam ruột thịt, chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương được phát động, lan tỏa trong cả nước. Tính đến cuối tháng 9 2021, các cấp hội đã vận động được tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng, tương đương hàng trăm ngàn xuất quà ủng hộ phụ nữ, nhân dân vùng dịch tại các tỉnh thành phố phía Nam hiện nay các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do covid trên phạm vi toàn quốc đang được triển khai truyền thống anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang của phụ nữ Việt Nam đang và đang tạo sinh giá trị mới trong thời đại mới những đóng góp của phụ nữ không chỉ giúp giữ lửa cho mỗi hộ gia đình mà còn góp phần tạo dựng thúc đẩy sự tiến bộ văn minh xã hội lịch sử dân tộc Việt Nam mãi mãi ghi đậm dấu son chói ngời của liệt nữ anh hùng không chịu khuất phục kẻ thù không chịu kiếp sống nô lệ vùng lên chống giặc ngoại xâm giành độc lập cho dân tộc tự do cho giống nòi từ hai bà Trưng, bà Triệu cho tới các nữ tướng lẫm liệt cầm quân ra trận và còn có biết bao mẹ Việt Nam anh hùng thầm lặng hiến dâng cho đất nước những người con thân yêu nhất. Gần suốt hai năm qua, khi giặc dịch Covid-19 ập đến, ai ai cũng vất vả nhưng khổ nhất hẳn phải là các bà, các mẹ, các chị, các em. Trong những ngày giãn cách phòng chống dịch, phải chịu nhiều thiếu thốn, bất tiện, thì chính họ là người lo gìn giữ ngọn lửa ấm trong từng mái nhà, lo cho cả nhà từng bữa cơm, từng hớp nước rồi lại quần quật học cùng con khi lũ trẻ chưa được đến trường. Họ đã trở thành trụ cột của gia đình đúng nghĩa để chúng ta có thêm tinh thần và nghị lực vượt qua thử thách của dịch bệnh, không hề có tiền lệ từ trước tới nay. Và cũng trong những tháng ngày đương đầu với dịch bệnh ấy, thật vô cùng tự hào và cảm phục những nữ anh hùng áo trắng, họ là những nữ y bác sĩ, là nữ sinh các trường y dược đã không quản hiểm nguy vào tận tâm dịch và những cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 những khu cách ly F0 quên mình cứu người. Cái nặng trên vai họ tăng lên gấp 2, gấp 3 lần vì cùng với nhiệm vụ công dân thì họ còn phải đảm đương thiên chức của người mẹ, người vợ, người phụ nữ. Những tưởng phần liệu yếu đào tơ nhưng khi đất nước gặp khó khăn họ trượt trở nên vô cùng mạnh mẽ, vô cùng dũng cảm với đức hy sinh không gì sánh nổi của người phụ nữ Việt Nam. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng, anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang, Hôm nay, ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, xin một lần nữa được bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người phụ nữ Việt Nam, những người đã góp phần làm xa đất nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam, để chi viện cho chiến trường miền Nam cùng với con đường vận tải bộ vượt Trường Sơn, Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng còn tổ chức xây dựng thành công đường Hồ Chí Minh trên biển. Trong 14 năm thực hiện nhiệm vụ 1961-1975, lực lượng vận tải biển của ta đã phát triển thành một binh đoàn vận tải chiến lược, hình thành nhiều tuyến mở hàng chục biến bãi khắp các tỉnh ven biển miền Nam để vận chuyển vũ khí chi viện cho đồng bào chiến sĩ. Những con đường các biến bãi đều nằm trong các vùng kìm kẹp, lùng sục, truy quét, vây giáp, đánh phá ác liệt của địch. Vượt qua mọi khó khăn, chúng ta đã huy động gần 2.000 lượt tàu đi trên 4 triệu hải lý, vận chuyển 8 vạn lượt người, trên 150.000 tấn vũ khí đạn dược và hàng vạn tấn hàng hóa, góp phần chi viện đắc lực cho nhiều hướng chiến trường, nhiều chiến dịch lớn mà đường bộ chưa với tới công tác ngụy trang nghi binh, giữ bí mật là một trong những yếu tố quyết định các phần vào thắng lợi của đường Hồ Chí Minh trên biển. Hiện nay để đáp ứng với yêu cầu của chiến tranh hiện đại, ngụy trang nghi binh, giữ bí mật luôn là vấn đề được đặt ra đối với quân đội ta. Do vậy, kinh nghiệm giữ bí mật bảo vệ đường Hồ Chí Minh trên biển trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vẫn là những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu vận dụng vào hiện tại và tương lai ngày 22 tháng 9 năm 2021, Bộ Chính trị ban hành kết luận số 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Với thông điệp chính trị thiết thực sâu sắc, kết luận 14 là cơ sở quan trọng cho việc cụ thể hóa cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Đầu 13 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước diễn biến nhanh chóng phức tạp khó lường, với cơ hội và thách thức đan xen. Nhiều vấn đề mới mâu thuẫn mới nảy sinh trong thử tiễn mà thể chế pháp luật hiện hành chưa thể bao quát hết một số quy định pháp luật, cơ chế chính sách còn trồng chéo, mâu thuẫn, thiếu ổn định, nhất quán. Trong khi đó, Đại hội 13 có sứ mệnh định hướng đất nước ta phấn đấu đến giữa thế kỷ thứ 21, trở thành nước phát triển thu nhập cao theo định hướng sâu chủ nghĩa. Mục tiêu đó đòi hỏi phải có một đường lối phát triển vững vàng nhưng linh hoạt, phát huy tối đa mọi nguồn lực và sức sáng tạo của toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội. Kết luận số 14 được ban hành kịp thời phù hợp với yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, cụ thể hóa một cách thiết thực, nghị quyết đầu 13 của Đảng. Đây là chủ trương mang tính chất đột phá và kỳ vọng xây dựng được một đội ngũ cán bộ trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi trội, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, có uy tín cao và thực sự tiên phong gương mẫu là hạt nhân đoàn kết. Khi các cấp các ngành quyết liệt triển khai, đưa chủ trương này vào cuộc sống sẽ tạo động lực mạnh mẽ phát triển đất nước. Chưa kịp hoàn hồn vì giá lợn hơi giảm sâu kỷ lục, người chăn nuôi tiếp tục đối mặt với tình trạng dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh trở lại. Trong bối cảnh dịch chồng dịch, nguy cơ xóa sổ thành quả của hàng loạt trang trại nông hộ nuôi lợn là điều có thể xảy ra. Ông Đoàn Xuân Trúc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng, ngành chăn nuôi lợn đang ở trong cảnh khó khăn kép chưa từng có. Người nông dân chưa kịp hoàn hồn khi giá lợn rất xuống mức kỷ lục khiến hầu hết người thua lỗ nặng. Nay lại tiếp tục đối mặt với nguy cơ dịch tả lợn châu Phi trở lại. Theo ông Trúc, đến nay hệ lụy của đợt dịch tả lợn châu Phi vào năm 2019 vẫn còn ảnh hưởng đối với người chăn nuôi số nuôi lợn giảm từ 3 triệu hộ xuống còn 2 triệu hộ. Số hợp tác xã nuôi lợn cũng giảm khoảng 14%, còn số trang trại nuôi lợn giảm hơn 30%. Rất nhiều nông hộ và trang trại bỏ nghề chăn nuôi từ đợt đó, chủ yếu do cạn vốn. Nếu lần này dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lan rộng, người chăn nuôi sẽ kiệt quệ và số nông hộ và trang trại nuôi rời bỏ thị trường sẽ còn nhiều hơn trước. Hiện nay cả nước có khoảng 28 triệu con lợn, từ nay đến cuối năm, việc buôn bán vận chuyển lợn gia tăng mạnh, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán nên dịch bệnh càng dễ lây lan nhất là trong bối cảnh người dân đang thiệt hại nặng do tác động của dịch Covid-19. Trong bối cảnh zero Covid không khả thi, sống chung với Covid được nhận định là tương lai lâu dài, tuy nhiên cần có một chương trình phục hồi với những giải pháp cao hơn, mạnh hơn, thậm chí là phi truyền thống để đưa nền kinh tế thoát khỏi một viễn cảnh không sáng. Theo nhiều chuyên gia kinh tế trong bối cảnh zero Covid không khả thi, sống chung với Covid được nhận định là tương lai lâu dài, doanh nghiệp phải tiếp tục thích nghi để sản xuất thông suốt quy trình tổ chức nội bộ của doanh nghiệp đặc biệt là hoạt động nhân sự sẽ phải thay đổi và cải tiến đáp ứng yêu cầu mới đặt ra cùng với đó chính phủ đưa ra hướng dẫn thống nhất về các phương án kiểm soát dịch bệnh phương án di chuyển đối với người dân giữa các địa phương với các tiêu chí dễ hiểu dễ thực hiện tránh tình trạng mỗi địa phương hiểu và ban hành quy định theo một cách khác nhau đồng thời chính phủ yêu cầu các địa phương khi quyết định phương án phòng dịch phải thông tin và tham vấn doanh nghiệp để bảo đảm thực hiện mục tiêu chống dịch nhưng không làm đứt gãy hoạt động sản xuất kinh doanh còn theo tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, chuyên gia kinh tế cần tiếp tục tổ chức sản xuất, cuộc sống xã hội và quản lý nhà nước an toàn, thích ứng linh hoạt với dịch bệnh. Nhưng sinh kế và sinh mạng là hai mặt của một vấn đề bổ sung củng cố cho nhau không thể tách rời. Bên cạnh đó cần nhanh chóng phục hồi lại cùng cố vững chắc và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế vì nhiều động lực đã suy yếu và phải sử dụng nguồn lực đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả. Việt Nam đã chuyển trạng thái chống dịch từ Zero Covid sang sống trong môi trường có dịch. Vấn đề đặt ra là thời điểm này đã nên tính đến việc xóa bỏ khu cách ly tập trung và bệnh viện giã chiến chưa. Thực tế, nhiều địa phương vẫn đang duy trì các khu cách ly tập trung và chuẩn bị bệnh viện giã chiến, nhất là trong bối cảnh tỷ lệ tiêm vaccine tại các tỉnh còn thấp, nguồn lực y tế mỏng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, về duy trì khu cách ly tập trung hay không nên sao cho từng địa phương linh hoạt áp dụng dù vậy tiến sĩ nga cũng khuyến cáo không nên duy trì các khu cách ly tập trung quy mô quá lớn với vài nghìn người hoặc không đảm bảo điều kiện dễ dẫn tới lây nhiễm chéo các khu cách ly tập trung đông người nhiều người ở cùng một phòng điều kiện không đảm bảo nên bỏ vì dễ lây chéo đặc biệt việc tiêm chủng chưa bao phủ đủ lớn để đạt miễn dịch cộng đồng trên phạm vi cả nước người tiêm đủ liều vaccine rồi vẫn có nguy cơ nhiễm và người đó vẫn có thể lây cho người khác người bị lây nhiễm có thể không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ không phải nhập viện không gây quá tải không tử vong nhưng họ lại có thể lây nhiễm và khi lây nhiễm cho người cao tuổi, người có bệnh nền hay trẻ em, người chưa tiêm vaccine đầy đủ có thể diễn biến nặng, thậm chí là tử vong. Hoặc họ lây cho những người chưa tiêm vaccine lây cho trẻ em tại những vùng tỷ lệ tiêm chủng thấp, như vậy sẽ khiến bùng phát dịch. Trong khi nhiều trường đại học đã tuyển sinh xong, họ không cần thêm các đợt xét tuyển bổ sung thì phần lớn các trường cao đẳng, kể cả các trường top đầu vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu. Trong tình hình mỗi năm có khoảng 1 triệu thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, trong khi các trường đại học đã vét tới khoảng hơn 70.000 chỉ tiêu rồi các thí sinh đi du học, đi lao động tự do học nghề. Vậy thì còn bao nhiêu cho giáo dục nghề nghiệp nữa? Với số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp cả nước có khoảng 1.900, trong đó có khoảng gần 500 trường cao đẳng. Vậy nếu chưa bình quân cho mỗi trường thì mỗi trường có bao nhiêu sinh viên là con số có thể nhìn thấy ngay? Tất nhiên khi những trường tốt đầu tuyển sinh tốt đủ, gần đủ chỉ tiêu thì những cơ sở khác sẽ bị hụt, chật vật trong tuyển sinh là điều dễ lý giải. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch Hiệp Hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam cho hay, đối với học nghề, thời gian học thực hành rất quan trọng. Với việc học trực tuyến nhiều do tình dịch bệnh hai năm qua, các trường nghề càng khó thu sinh viên. Ngay chính các trường nghề cũng không khỏi lo lắng bởi cả khi có điều kiện thực hiện đào tạo ba tại chỗ, nhưng một số trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội cũng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn với một số lớp học thay vì toàn bộ học sinh. Trong khi đó, yêu cầu thực hành, cọ sát với nghề, thực tập tại doanh nghiệp rất quan trọng với các sinh viên trường nghề. Vì vậy, việc linh hoạt trong việc giảng dạy đào tạo và liên kế hoạch để tận dụng tối đa thời gian vàng khi trở lại trường học tiền thực hành, thực tập là kế hoạch các trường đang đề ra. Mục điểm báo của Đài Phát Thanh Truyền hình Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.